anh giới thiệu cho các bạn liệu pháp Hemdick để khi mà các bạn khai thông đường thở cho những bệnh nhân mà nghi là mắc các cái dị vật. Mà qua cái bài này thì thứ nhất á, anh muốn hy vọng là các bạn sẽ nắm được thứ nhất á, là cách để các bạn ấn tim nha, và khai thông đường thở và hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Mà thứ hai nữa các bạn thường hay gặp, có thể gặp được á, là liệu pháp Hemdick này. Có thể khi các bạn cuộc sống hàng ngày các bạn có thể gặp những cái trường hợp mà các bạn cần phải làm liệu pháp Hemdick này nha. Và khi đó các bạn, nếu như các bạn nắm được cái này, các bạn có thể cứu sống được người đó khoảng một luôn ha. Thì liệu pháp Hemdick này là do cái gì, một bác sĩ người Pháp tên là Henry Hemdick nha, ông này phát minh ra. Thì ổng hướng dẫn cái liệu pháp này bằng cách hai động tác, thứ nhất là phủ lưng và thứ hai là ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân. Thì bộ lưng này nó sẽ, cái động tác Hemdick này nó sẽ có nhiều cái tư thế khác nhau tùy theo trạng thái của bệnh nhân. Ví dụ một bệnh nhân mà tỉnh táo hoàn toàn, bệnh nhân mới vừa mắc một cái dị vật đó, ví dụ bệnh nhân đang ăn, bệnh nhân bị sặc, bệnh nhân bị mắc vào cái đường hô hấp của người ta, thì khi đó các bạn có thể vỗ lưng bệnh nhân, vỗ lưng bệnh nhân cho bệnh nhân cúi người về phía trước, vỗ lưng. Nếu như sau khi chúng ta vỗ lưng 5 cái rồi mà bệnh nhân không có rơi được cái dị vật đó ra, thì chúng ta tiến hành làm cái động tác là chúng ta ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân bằng cách là chúng ta đứng phía sau bệnh nhân, chúng ta tay nào tay không thuận của chúng ta tạo một cái nắm đấm đặt ở phía trên vùng thượng vị của bệnh nhân, và cái tay còn lại của chúng ta, tay thuận của chúng ta đặt ở phía trên, và chúng ta kéo một nhát thật mạnh vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân. Cái động tác này sẽ làm cho cái tăng cái áp lực trong ổ bụng một cách đột ngột, và khi đó sẽ làm tăng áp lực trong lồng ngực lên, và nó có thể làm cho cái dị vật nó văng ngược trở ra. Mà cả cái động tác vỗ lưng mà cái động tác ấn vào cái thượng vị này thì chúng ta cần phải làm, thứ nhất là mạnh và thứ hai là dứt khoát. Càng mạnh càng dứt khoát thì chúng ta sẽ tạo được một cái áp lực đột ngột và khả năng dị vật rơi ra nó sẽ cao hơn. Còn đây là với những bệnh nhân mà bị ví dụ như bệnh nhân bị đuối nước đi, thì bệnh nhân sẽ bất tỉnh, thì chúng ta phải bắt buộc phải làm liệu pháp Hemdick này ở một tư thế là bệnh nhân nằm. Thì khi đó chúng ta sẽ quỳ gối hai bên bệnh nhân, tay chúng ta sẽ đặt ở vùng thượng vị bệnh nhân và chúng ta ấn vào vùng thượng vị cũng tương tự như trường hợp hồi nãy. Và khi đó chúng ta có thể kết hợp là nghiêng đầu bệnh nhân về một bên, mà thường là bên trái, để mà khi mà chúng ta ấn thì khi mà dị vật nó rớt ra thì nó có thể trôi ra ngoài luôn. Còn đây là một cái trường hợp mà nếu như một người nào đó mà người ta bị mắc dị vật đường hô hấp mà ta không có ai đó để phụ cấp sơ cứu cấp cứu, thì người ta tiến hành là Hemdick để cứu chính bản thân người ta. Hay bằng cách là người ta cũng làm một cái nắm đấm ở trên vùng thượng vị và chúng áp sát vào một cái nơi nào đó cứng, ví dụ như thành ghế hoặc thành bàn hoặc là lan can gì đó vừa tầm, để mà người ta cúi gập người mạnh về phía trước, cũng tương tự như động tác mà chúng ta đặt ở vùng thượng vị thì chúng ta kéo mạnh vào thượng vị vậy đó. Thì cái này người ta tự làm, và khi đó thì tạo một động tác tương tự như động tác mà chúng ta ấn mạnh vào thượng vị bệnh nhân vậy nè. Còn đối với những đứa trẻ thì chúng ta sẽ có động tác Hemdick cũng tương tự như vậy, nhưng mà tại vì nó do kích thước nó nhỏ thì chúng ta phải bắt buộc phải tạo một cái tư thế nào đó phù hợp với nó. Ví dụ như ở người lớn thì chúng ta phải cho người lớn đứng, còn như đứa trẻ thì chúng ta cũng cho nó đứng thì bắt buộc nó, chúng ta phải quỳ để mà tiếp cận nó dễ hơn. Khi chúng ta đứng thì cao quá là chúng ta không có tiếp cận nó được, nên chúng ta phải quỳ. Còn đối với những đứa trẻ nhỏ hơn nữa thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đứng mà đặt nó lên một tay chúng ta, tay dưới chúng ta sẽ giữ cái cổ của nó, tránh làm tổn thương cột sống nó, tay dưới giữ cổ, tay trên thì chúng ta vỗ vào lưng của nó. Còn đối với động tác mà ấn vào thượng vị á, thì ở người lớn thì chúng ta đứng phía sau, còn đứa trẻ thì chúng ta cũng đứng phía sau nhưng mà chúng ta quỳ. Còn những đứa trẻ thì như trường hợp này chúng ta đang vỗ lưng cho nó, nếu mà dị vật không rớt ra được thì chúng ta quay ngược lại đứa bé và chúng ta thực hiện cái động tác ấn vào thượng vị của đứa bé. Nhưng mà nếu như có những đứa trẻ nhỏ mà nhũ nhi hoặc là đứa trẻ sơ sinh á, thì thay vì người lớn ấn vào thượng vị thì ở đây người ta khuyên là chúng ta ấn vào trong cái, ấn vào ngực của đứa bé luôn, thay vì cái chuyện là ấn vào cái vùng thượng vị. Đây ha, đây là một cái đoạn video mà người ta ghi lại được ở trong căng tin của một cái trường đại học. Thì
bạn quan sát ha, thì cái bạn áo đen đây, cái bạn áo đen ốm ốm ở đây, bạn này đang ăn và bị mắc cái dị vật, ha, mắc ăn và bị mắc cái dị vật ở đường hô hấp, ha, bị ngạt. À, đây là tình huống mà các bạn có thể gặp ở ở ngoài thực tế đó các bạn. Thì ban đầu thì lúc mà mọi người cũng tưởng là chưa có chuyện gì, nhưng may mà càng ngày thì cái người này càng khó thở nhiều hơn. À, thì cái bạn to con này mà đứng phía sau, thì các bạn thấy Heimlich á, thì động tác về động tác thì nó nguyên tắc là chúng ta ấn vào cái vùng thượng vị của bệnh nhân, như động tác này cũng không chuẩn lắm nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được ha, là chúng ta ấn tốt nhất là ấn vào vùng thượng vị của bệnh nhân, và tùy theo cái tư thế bệnh nhân, ví dụ đứng ngồi nằm vậy, chúng ta uyển chuyển để mà chúng ta có một cái tư thế thuận lợi cho chúng ta để thực hiện động tác này. Ví dụ như trường hợp này là anh này anh hơi cúi người xuống khi mà người bạn của mình, anh đó thì đang ngồi ở tư thế ngồi. Các bạn thấy không, động tác cần phải mạnh và dứt khoát ha. Các bạn thấy khi mà chỉ sau vài nhát mà ấn vào trong cái vùng thượng vị như vậy thì cái dị vật đã rơi ra được bên ngoài.